Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo học tập ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và VNPT Long An phối hợp tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 25 năm 2023. Theo đó, 161 thí sinh tham gia hội thi được chia làm 5 bảng, bảng A, B, C thi về kỹ năng lập trình lần lượt dành cho khối tiểu học, khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Bảng D2, D3 là phần thi về sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết quả hội thi, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 11 giải nhì, 24 giải ba cho các thí sinh xuất sắc ở các bảng thi. Tham gia cuộc thi này thì em may mắn được giải nhất, được kết thêm nhiều bạn mới, lại biết thêm về nhiều cái đề thi mở rộng kiến thức của em. Sắp tới thì em đi thi cấp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ cố gắng hết sức để có được cái giải cao. Hội thi lần này có những cái kết quả hết sức nổi bật. Đầu tiên là cái sự phối hợp giữa các ngành về cái quy mô và số lượng dự thi, chất lượng cuộc thi là đảm bảo đạt theo yêu cầu cũng như theo đánh giá của hội đồng giám khảo. Năm nay thì số lượng dự thi tăng thêm và chất lượng cũng tăng thêm, số lượng giải thưởng của ta cũng được tăng thêm so với năm rồi. Hàng năm sẽ tổ chức thường xuyên và định kỳ để cho các em có cái điều kiện học tập và rèn luyện và tỏa sáng ở cái hội thi trong các kỳ tiếp theo. Qua 25 lần tổ chức thành công, Hội thi tin học trẻ tỉnh Long An thực sự là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng đam mê công nghệ thông tin trong toàn tỉnh, giúp các em thể hiện tài năng của mình, có thêm cơ hội học tập, rèn luyện, giao lưu cùng bạn bè về công nghệ thông tin, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi, đồng thời chọn lọc và bồi dưỡng các tài năng, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.